Câu 11. Đúng ghi đờ, sai ghi ét vào ô trống. Thì các bạn nhìn vào cái hình bên phải MNPQ và các bạn đọc câu A, câu B, câu C, câu D. Chủ yếu tập trung vào vấn đề vuông góc. Thì các bạn nhớ giúp Lợ dùng thước eke. Thước eke. Thì đây, các bạn dùng một cái thước hình chữ, chữ nhật. Đó. Nếu nè. Đó. Đây, góc vuông, góc vuông, góc vuông, góc vuông. Bốn góc này là góc vuông. Được chưa? Bốn góc này là góc vuông. Rồi, để biết vuông góc hay không, ta đặt tên nha. A, B, C, D. Ta đưa cạnh AB trùng với cạnh MN và đẩy lại. Đây. Đó, là vẽ lại cái thước nè. Đưa cái thước A, B, C, D. Đưa lại cạnh AB của cái thước trùng với MN của cái thước và đẩy lại góc góc B. Nếu cạnh AD cũng trùng với cạnh MP thì góc đó là góc góc vuông. Được chưa? Vậy MN vuông góc với lại NB là ở góc này thì các bạn cũng đưa như vậy thì nó không phải là góc vuông nha các bạn. Góc này nó lớn hơn góc vuông. MN vuông góc với lại MQ góc vuông, đúng. Các bạn cứ đưa cái thước lại nha các bạn. MQ, MV với lại QB, góc này là góc vuông, đưa cái thước lại, đúng. QB, QB không vuông góc với BN, đúng, bởi vì đưa cái thước vuông lại thì cái thước vuông nó nằm như thế này nè. Cái thước eke nó nằm như thế này nè. Được chưa? Vậy cái góc này nó nhỏ hơn góc vuông, gọi là góc nhọn đó các bạn.